Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi Dậu. Đây là video clip anh Ba làm cái tổng hợp của tử vi tháng Bính Thìn của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi những người tuổi Dậu, người Ất Dậu rồi Đinh Dậu rồi Kỷ Dậu, tất cả những cái người tuổi Dậu khác. Thì như những cái video mà đã làm về tháng 3 thì tháng Bính Thìn của năm Mậu Tuất, tức là tháng 3 âm lịch đó, sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 4 năm 2018 cho và kết thúc vào ngày 15 tháng 5 năm 2018. Như vậy thì ngày mai là ngày bắt đầu của tháng Bính Thìn đối với người tuổi Dậu. Thì với người tuổi Dậu á, thì gặp tháng Bính Thìn á, thì Dậu với Thìn là lục hợp, và mà lục hợp của địa chi á, thì sinh ra rất là nhiều cái việc mà thoải mái về gia đạo, và có nhiều cái gọi là mình mà gặp mặt tương lục hợp mà nó sẽ sinh ra là công việc này kia, nó đem lại nhiều điều may mắn. Mới mọi người tuổi Dậu thì mới vừa trải qua một cái năm Đinh Dậu, và phải nói là bị cực kỳ khó khăn do là năm tuổi và Dậu mệnh hỏa thì nó hơi dữ dằn, cho nên là làm cho những người tuổi Dậu cực kỳ mệt mỏi. Sang tháng Giêng và tháng 2 thì tháng 2 lại là tháng Mão, Tiến Ngọ Mão Dậu, Mão Dậu là lục xung, cho nên là cũng không có ngon lành gì, phiền hà đủ điều. Thì bây giờ xem coi tháng 3 với những cái địa chi lục hợp thì người tuổi Dậu nào được là coi như là thuận lợi nhất và được nhiều điều may mắn nhất. Thì người tuổi Dậu đầu tiên á, thì có thể kể đến là người Ất Dậu, sinh năm 1945, người ta kêu là sướng ngọ chi kê, tức là gà gáy mà buổi trưa. Mệnh là tuyền trung thủy, nước ở trong suối á. Thì do cái tuổi này đã lớn lắm rồi, cho nên là em không có làm cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với cái người mà tuổi Ất Dậu này. Thì để mà xét được một cái tuổi mà vào tử vi vào một cái tháng nào đó, thì mình phải xét cái tổng thể của năm, xem coi là cái tổng thể của năm may mắn hay là thất bại hay là thành công. Thì ứng vào cái tháng này, nếu mà thí dụ như người mà có bổn mạng mà may mắn thành công thì gặp vào cái tháng lục hợp này nó có nhiều điều nó còn thành công hơn nữa. Nhưng mà nếu mà người mà xui rồi rơi vào cái sao hạn không tốt thì gặp được cái tháng lục hợp thì nó cũng chế hóa đi. Thì để xem ha. Thì đầu tiên hết, người nam mạng của Ất Dậu là mạng tuyền trung thủy, gặp năm bình địa mộc, tức là sinh xuất bổn mạng bị suy yếu. Sao thì các bác nam này là gặp sao Thổ Tú, một cái sao rối rắm nạn tai, đề phòng bệnh nặng. Vận niên là trư phùng hỏa, heo gặp lửa xấu. Thiên can Ất Mậu là bình thường, nhưng mà ngũ hành của thiên can Ất là mộc, Mậu là Thổ, cho nên là có thể nói là nạp âm ngũ hành là của thiên can là bị tương khắc. Địa chi Dậu với Tuất, Dậu Tuất là thuộc nhóm tương hại, mà tương hại của cái địa chi là được hiểu là cái sự cản trở nhau, cái sự mắc mú nhau trong cuộc sống. Như vậy thì nếu như mà xét cả năm thì rõ ràng là nam mạng Ất Dậu khá là nguy nan. Mệnh thì bị sinh xuất, cho nên là bổn mạng yếu, tuyền trung thủy này không phải nước quá nhiều. Gặp năm nay là năm bình địa mộc, mà can mậu thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, cho nên hỏa rất vượng. Điển hình là mới có 2 tháng đầu năm thôi mà xảy ra rất là nhiều vụ cháy lớn ha. Hỏa vượng mà, cho nên là bà hỏa bà đi vòng vòng dữ lắm, cho nên là mọi người cẩn thận ha. Nữ mạng là cũng vậy, mạng là tuyền trung thủy, nước trong suối, là gặp năm bình địa mộc là sinh xuất bổn mạng. Sao thì không tốt lành hơn các bác nam, cũng là sao Vân Hớn, một cái sao cũng đem lại rối rắm nạn tai. Mà sao Vân Hớn này nó còn lại thuộc là hành hỏa nữa, đối với người mệnh thủy thì nó còn tác hại hơn nhiều nữa. Còn các bác nam là sao Thổ Tú, thì Thổ nó cũng khắc thủy, cho nên là như nhau về sao mạng và vận hạn. Tuy nhiên là hạn là ngũ mộ, cũng hao tài mất của như là các bác nam.
vận niên là Trư Phùng Hỏa, thiên can cũng giống các nam, địa chi cũng giống các nam. Thì như vậy cả nam mạng và nữ mạng của các bác tuổi Ất Dậu thì rõ ràng tuy không rơi vào cái sao La Hầu và sao Kê Đô, nhưng mà với cái sao Thổ Tú và sao Văn Hớn này thì hai người này cũng như nhau, vận niên vận hạn thì tất cả đều không tốt. Người mệnh thủy gặp năm hỏa vượng sức khỏe luôn bị suy yếu, mà gặp là cái năm á, là bình địa mộc nữa, là sinh xuất nữa, cho nên là có nhiều điều khó khăn. Rồi như vận vào tháng Bính Thìn thì người của các bác là mệnh thủy gặp tháng Bính Thìn là tháng thổ, thổ khắc thủy bản mệnh tương khắc tháng, đề phòng tai nạn bổn mạng hơi nguy nan. Vốn dĩ là bổn nạn mạng đã nguy nan như ở trên đã xem xét, thì xuống đây mạng của tháng thiên can cái mạng thổ của tháng khắc cái mệnh thủy của các bác thì các bác cần phải đề phòng bệnh nạn ha, dễ có nhiều điều xấu xảy đến với sức khỏe của mình. Thiên can ất với bính là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Ngũ hành của ất là mộc, ngũ bính là hỏa, như vậy là ngũ hành là bị về ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất. Bổn mạng thì bị tương khắc, thiên can thì nạp âm ngũ hành bị sinh xuất. Địa chi Dậu Thìn là thuộc nhóm lục hợp, mà lục hợp thì đem đến nhiều điều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn tương trợ cho công việc và một phần của sức khỏe. Tuy nhiên mà với cả hai cái thiên can và bổn mạng của thiên can của tháng và bổn mạng của tháng bị tương khắc và bị sinh xuất, thì cái phần lục hợp này hy vọng sẽ kéo lại được một chút xíu cho các bác, để mà các bác vượt qua cái tháng mà có vẻ là không tốt lắm về mặt sức khỏe. Còn cái việc mà thiên can mà ảnh hưởng tới công việc rồi này kia thì các bác không có, chủ yếu là công việc nữa, mà là cái sự vui buồn trong cuộc sống mà thôi. Rồi, đó là cái tử vi của người Ất Dậu sinh năm 1945 của tháng Bính Thìn. Thì tiếp theo là người Đinh Dậu, người Đinh Đinh Dậu sinh năm 1957, người ta còn kêu là độc lập chi kê, gà mà độc thân, gà đơn độc. Mệnh là Sơn Hỏa Hả, lửa trên núi. Do cái tuổi này em cũng chưa có làm cái phần tử vi của năm Mậu Tuất đối với tuổi này, cho nên là em sẽ nói sơ cái tử vi của cả năm, sau đó ứng dụng vào cái cuộc sống của mọi người nó sẽ ra sao. Đầu tiên hết á, là nam mạng của Đinh Dậu á, là Sơn Hạ Hỏa ha, gặp năm bình địa mộc, mộc sinh hỏa là tương sinh bản mệnh tốt. Có sao thì gặp sao Thái Âm, một cái sao cái tinh quân may mắn danh lộc tốt. Người hạn là Diêm Vương, bệnh đường máu huyết ha, dễ coi chừng dễ cao máu. Vận niên Hầu Thực Quả tốt. Thiên can Đinh Mậu là bình thường, ngũ hành là thiên can là hỏa, đinh là hỏa, mậu là thổ, cho nên là có thể nói là thuộc dòng tương sinh, dễ sinh tài lộc, công việc dễ có tiền tài. Địa chi Dậu và Tức thuộc nhóm tương hại ha, có sự cản trở chống phá của về phần gia đạo, tâm tư buồn phiền, gặp hạn Diêm Vương mà cái việc này nữa thì nên cẩn thận. Rồi nữ mạng thì cũng vậy, Sơn Họa Hả lửa ở dưới núi, ok. Nhưng mà sao của nữ mạng của sinh năm 1957 là sao Thái Bạch, một cái tinh quân đem đến cái sự hao tài đau ốm. Đặc biệt cái sao Thái Bạch này nó thuộc hành kim, mà người là các chị sinh năm 1957 là mệnh hỏa, hỏa nó khắc kim, nó đốt được cái ngôi sao Thái Bạch này, cho nên ngôi sao Thái Bạch này sẽ không vận vào người của các chị quá nhiều, sẽ không gây hao tốn, mà vốn như mà cái tinh quân này hay nhập nhập mạng là hay 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 có chuyện hao tốn. Nhưng mà do các chị là thuộc hành hỏa, là hỏa với lại kim là tương khắc, nhưng mà mình khắc nó thì nó cũng đỡ phần nào thôi chứ không quá xấu xa. Hạn là Thiên La, tinh thần bất an. Vận niên thiên can thì cũng giống như các anh nam sinh năm 1957 Đinh Dậu. Thì như vậy là tổng thể của năm Mậu Tuất là cái can Mậu nó thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, cho nên hỏa sẽ vượng. Thì hỏa vượng rất có lợi cho người mệnh hỏa, đặc biệt là các anh nam mạng năm nay là được sao Thái Âm chiếu mạng nữa, thì cái tinh quân tốt nằm ở trong cái năm mà mình được tương sinh bổn mệnh tốt, thì chắc chắn là
các anh sẽ có nhiều thành công trong công việc ha. Dễ sinh tài lộc ha. Thiên can thì được gọi là thuộc dòng ngũ hạt, thuộc dòng tương hợp hỏa thổ, thì có sẽ đem đến cho các anh một nhiều điều may mắn. Tuy nhiên các chị dưới sao Thái Bạch thì vốn dĩ là chắc chắn là người ta nói là Thái Bạch quét sạch cửa nhà, nhưng mà đối với cái người hành hỏa và gặp năm hỏa vượng thì cái Thái Bạch này sẽ không có tác dụng bao nhiêu đối với các chị ha. Thì chỉ có là cái sao Thái Bạch này nó sẽ đem tới cái việc hao tài cho gia đạo. Chữ gì? Dậu với Túc là thuộc nhóm tương hại, mà tương hại mà đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sao Thái Bạch của các chị một tí xíu, cho nên các chị cần cẩn thận ha. Thì vận vào cái tháng Bính Thìn của năm Mậu Tuất 2018, tức là tháng Bính Thìn nó thuộc thổ, mạng là các chị là mạng hỏa, hỏa sinh thổ, bản mệnh sinh xuất tháng, đề phòng tai nạn. Nhưng mà như đã nói ở trên đó, thì năm nay hỏa rất vượng, đặc biệt là những cái tháng 5, tháng 6 âm lịch là tháng Mậu Ngọ và tháng Bính, tháng Mậu Ngọ và tháng Kỷ Mùi, thì hai cái tháng đó là hai tháng thiên tượng hỏa, cho nên là hỏa rất vượng. Năm nay là như đã nói ở trên là hỏa vượng, cho nên là sinh xuất một tí xíu cho hỏa, cho cái tháng này thì nó không đến nỗi là nguy nan bủng mạng của các anh chị. Tuy nhiên mà nếu như có thì cũng là bệnh hoặc là tai nạn nhẹ nhàng, không có việc gì xảy ra quá căng thẳng. Thiên can á, đinh bính thì nó không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Về mặt nạp âm ngũ hành á, là đinh bính là đều hỏa, cho nên có thể nói là đồng hàng hỏa. Thiên can bính, thiên can của tháng này sẽ tốt cho công việc, dễ sinh tài lộc và ha, mọi việc hanh thông. Đặc biệt á, là địa chi là dậu thìn thuộc lục hợp, như là ở trên cũng đã phân tích cho cái tuổi dậu của ất dậu rồi, thì nó đem lại nhiều điều niềm vui cho gia đạo, thậm chí còn có tương trợ cho công việc. Với cái việc mà bính đinh cùng hoàng hỏa, thiên can địa chi thì được lục hợp ha, mạng thì bị sinh xuất nhẹ không có đến nỗi nào, thì hy vọng rằng nó là cái tháng Bính Thìn này đối với các anh tuổi, các anh các chị và nhất là các anh có sao Thái Âm chiếu mạng sẽ sinh được tài lộc và có nhiều điều vui vẻ trong cuộc sống gia đạo ha. Đặc biệt là công danh sự nghiệp mình sẽ ổn định ha, có tiền bỏ túi là vui. Rồi, người tuổi Dậu tiếp theo đó là người Kỷ Dậu, sinh năm 1969, người ta gọi là báo hiệu chi kê, tức là gà gáy sáng. Mệnh là đại trạch thổ, con gà này gáy sáng lắm, cho nên là suốt ngày cực khổ lắm. Người của sinh năm 69 này là có ngồi trên đống tiền thì cũng phải bươn chải, tại vì gà gáy sáng mà sáng sớm là phải bươn, phải đi làm, ở không là bệnh. Đặc biệt nhất là người nam mạng của tuổi này, cho nên là đừng hỏi tại sao mà người mình cực thân quá hay là sao, mỗi người nó đều có cả số số phận cả thôi. Thì cái tuổi này là mình đã làm cái tử vi của năm Mậu Tuất rồi, cho nên mình không nói đến nữa ha. Mình chỉ nói cái phần mà Bính Thìn tháng 3 âm lịch này đối với cái người này thôi. Thì mạng thì là người này là Kỷ Dậu mạng thổ, gặp Bính Thìn cũng thổ, cho nên là bản mệnh đồng hàm thổ với sức khỏe bổn mạng tốt, có bệnh cũng dễ dàng vượt qua, không có quá nặng. Thiên can thổ, Kỷ Bính không xung không hợp về mặt tử vi. Tuy nhiên là Bính thuộc hành hỏa, Kỷ thuộc hành thổ, cho nên có thể nói thiên can được tương sinh về nạp âm ngũ hành, công việc dễ sinh tài lộc, tiền tài mà dễ đến. Rồi, địa chi Dậu với Thìn thuộc nhóm lục hợp, gia đạo có nhiều niềm vui, còn tương trợ cho công việc nữa. Như vậy là rõ ràng là tháng Bính Thìn đối với người Kỷ Dậu 1969, dù nam hay nữ thì đều là may mắn. Đặc biệt nam có sao Thái Dương, sao Thái Dương thì thuộc hành hỏa, để nó sinh ra thổ nữa, cho nên là tháng này thật sự là tháng kiếm ra tiền, dễ sinh tài lộc cực kỳ luôn. Cho nên là khỏi phải nói là tháng này là các anh nên vận dụng những cái việc mà có thể kiếm ra tiền ha, mạnh tay một tí xíu là mình cũng có thể ok. Nhưng mà các chị nữ thì dưỡng sao Thổ Tú, sao Thổ Tú thì nó thuộc hành thổ, thì đồng hàng với bạn của anh chị, cho nên là cái sự rối rắm và bất an của cái sao này nó không quá nặng. Tuy nhiên là các chị là vướng hạn huỳnh tiền, cho nên phòng bệnh nặng. Tháng này thì bổn mạng đồng hàng, cho nên cũng chả có gì. Phải nói rằng là người Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng tháng này thì rất dễ sinh tài, nhưng nữ mạng thì cũng không có việc gì xảy ra, thậm chí cũng có tiền tài nhưng không quá lớn như các anh nam.
Tiếp theo là người Tân Dậu, sinh năm 1981, người ta gọi là Long Tàn Chi Kê. À, tại sao người Tân Dậu khổ? À, lý do cái này người ta còn Long Tàn Chi Kê, người ta còn kêu là gà ở trong lòng, là sắp đem đi. À, đó, gà vô lòng là hiểu rồi ha. Cho nên là đừng trách tại sao sinh năm 1981 mà các bạn nam hay là các em nữ đều cảm thấy là mình không có may mắn, không có được nhiều cái sự cái số mình nó sao khổ quá. Giày dép ra người ta còn phải đóng số, thì mình sinh ra mình cũng có số phận cả. Tuy nhiên là đức năng có thể thắng số. Mình biết làm việc thiện, mình biết làm mọi thứ, thì cái số phận của mình nó cũng sẽ được vận chuyển đi một cách rất là ok. Anh cũng có quen một số người sinh năm 1981 và họ sống hiền lành, họ biết tu nhân, họ biết làm thiện. Thì đến giờ phút này, qua được cái năm Đinh Dậu rồi, đến giờ phút này thì họ bắt đầu vào cái vô guồng và cảm thấy nó ổn hơn mọi việc. Đối với cái tháng Bính Thìn này thì nó có một điều như thế này, là mạng thì các em là mạng mộc, Tân Dậu mà các em là mạng thạch lụ mộc. Mạng mộc gặp tháng thổ, tức là bản mệnh khắc tháng, người ta đề phòng bổn mạng có vấn đề nhưng không nên đi xa. Tuy nhiên là dù gì nữa là mộc khắc thổ, gặp năm này là năm bình địa mộc, cho nên là mộc mình rất lớn, mình không quá sợ cái việc mà về bổn mạng có nguy nan. Nhất là trong cái tháng này nó cũng mình khắc nó chứ không phải là nó khắc mình, cho nên là vẫn có thể ok được. Rồi, đầu tiên nữa đó là thiên can. Xét thiên can thì thiên can thuộc ngũ hợp, bính nó hợp tân, đây là sự hợp uy thế chủ về chủ trí, cho nên những cái gì đó mà về giấy tờ đồ này kia là rất là dễ thành công, thậm chí kiện thưa đồ này kia là mình dễ thắng. Địa chi Dậu Thìn thuộc nhóm lục hợp. Như vậy là ngoài cái việc mạng là mộc khắc thổ thì chúng ta còn có được thiên can ngũ hợp, địa chi là lục hợp. Cho nên những người sinh năm 1981 nam hay nữ mạng thì đều là vướng cái sao, mà nam thì vướng sao thổ tú rối rắm nạn tai, nữ sướng vân hớn rối rắm nạn tai. Nhưng nội tại của cái tháng này có thể gọi là tương trợ cho năm của chúng ta rất là nhiều. Tháng này có thể nói là một tháng về thành công về không những công việc và thắng lợi trong gia đạo. Sức khỏe do là mộc khắc thổ cho nên có thể là bị trục xùi, bệnh nạn nhẹ nhẹ, uống thuốc là xong, không quá nặng nề, không đề phòng, không cần phải quá cẩn trọng, nhưng mà đừng nên đi xa ha, nó không có được êm ả, sợ là mình sẽ bị trúc trắc trục trặc. Đó là tháng Bính Thìn đối với tuổi Tân Dậu, cẩn thận nhưng sẽ thành công. Người tuổi Dậu tiếp theo là người Quý Dậu, sinh năm 1993, người ta còn gọi là Lâu Túc Kê, gà mà ở trên mái nhà đó, gà gắt mái đó ha. Mệnh là Kiếm Phong Kim. Rồi ha, thì là do là anh không có làm cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, cho nên anh sẽ nói sơ cái vận hạn của nữ, của nam nữ tuổi này một chút xíu về cái cả năm, để mà các em có những cái mà gọi là đề phòng, sau đó vận vào cái tháng Bính Thìn này. Thì đầu tiên hết á, là nam mạng của Quý Dậu là mạng Kim, gặp năm bình địa mộc Kiếm Phong Kim, gặp năm bình địa mộc là Kim khắc mộc, cho nên là bổn mạng sẽ có sự trúc trắc trục trặc. Tuy nhiên là do mình khắc năm cho nên là cũng không quá nguy nan, có thể là bệnh nạn nhẹ nhàng. Đặc biệt đó là nam mạng có sao Thái Âm, một cái ngôi sao mà may mắn danh lộc rất là tốt. Rồi hạn là Diêm Vương thì không có quá nặng nề, chủ yếu là đề phòng trầy xước ra máu. Vận niên hầu thực quả, tức là khỉ ăn trái cây tốt. Thiên can Mậu, quý là Mậu hợp quý, là ngũ hợp rất tốt cho cuộc sống. Mà gặp cái năm mà thiên can mà tương hợp như thế này, thuộc ngũ hợp như thế này thì rất có lợi cho cái việc mà làm ăn. Gặp các em nam lại có cái sao Thái Âm nữa, cho nên có thể nói là năm nay rất là thuận lợi trong việc làm ăn. Địa chi Dậu Tuất thì cũng như các tuổi Dậu khác thì là thuộc nhóm tương hại, là có sự cản trở nhau, buồn phiền trong gia đạo,
trong tình cảm yêu đương hoặc là vợ chồng. Mà cái người mà mệnh kiếm phong kim này nè, thì năm nay á, là xét tổng thể, tuy là mình khắc kim khắc mộc thì đáng lẽ là mình sẽ không bị chuyện gì quá đáng, tuy nhiên năm nay là năm hỏa vượng, cái can mậu thuộc dương mà ngũ hành hợp hỏa, cho nên hỏa rất là vượng. Mà đối với người mệnh kim mà gặp năm hỏa vượng á, là cảm thấy luôn luôn khó chịu ha, nó làm cho mình sức khỏe của mình không không có được ngon lành. Rồi nữ mạng cũng vậy, mạng kiếm phong kim gặp năm bình địa mộc là tương khắc, tuy nhiên nữ mạng gặp sao thái bạch, hao tài đau ốm tốn của, hạn hà địa võng nhiều âu lo, vận niên thiên can thì cũng giống như cái anh nam, đặc biệt là thiên can có mậu hợp quý thì công việc làm ăn nó vẫn ok. Cái chuyện là thiên can thuộc mậu hợp quý thuộc ngũ hợp á, là công việc mình làm ăn nó suôn sẻ, nó may mắn, tuy nhiên cái sao thái bạch nó gây hao tốn, là mình làm được xong rồi mình hao tốn, chứ không có nghĩa là sao thái bạch là mình không làm được tiền. Dưỡng sao thái bạch mọi người nên hiểu như vậy, làm ra tiền lắm, có việc lắm, nhưng mà không biết nó đi đâu hết trơn ha. Nên nhớ là các em mà quý dậu này cần cẩn thận, nhưng mà người ta gọi là nam nhâm nữ quý, các em nữ nắm chữ quý này rất là tốt ha, tốt số tốt mạng, quý dậu này là như vậy. Đặc biệt mà năm nay mà thuộc mậu hợp quý nè, dễ sinh cái chuyện tình cảm tiến đến hôn nhân, cho nên là nếu mà thuận thì nên tiến đến hôn nhân đi năm nay, mọi điều nó sẽ ok hơn. Thì nhận vào cái tử vi của cả năm, vào cái tháng Bính Thìn tháng 3 âm lịch năm 2018 này, thì mạng là sao? Thì tháng Bính Thìn thuộc thổ, các em thuộc kim, là mệnh của các em thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh. Ngoài việc tốt cho sức khỏe thì các cái tinh quân tốt ở trong sao mệnh của mình, trong cái tử vi của mình, nó được tương sinh, sẽ đem đến nhiều cái điều mà tốt đẹp. Thiên can quý bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên quý thuộc hành thủy, bính thì thuộc hành hỏa, cho nên có thể nói là thủy khắc hỏa, công việc cũng sẽ có trục trặc, nhưng mà các em sẽ yên tâm, các em là thủy, các em có thể khắc hỏa được, các em có thể giải quyết được ha, nắm chữ quý là thủy. Ok, địa chi Dậu Thìn thuộc lục hợp, ngoài cái việc tốt cho gia đạo còn tốt cho công việc nữa. Thì như vậy tháng Bính Thìn đối với cái người quý dậu, hai nam nữ mạng, thì nam mạng thì quá tốt, có sao thái âm thì rất là nhiều điều rồi, thì thật sự là tốt. Thì lý do làm sao? Từ mệnh là thổ sinh kim, các cái tinh quân tốt sẽ được phát sáng. Thiên can quý bính thì không xung không khắc về mặt tử vi. Dậu Thìn địa chi là thuộc lục hợp, như vậy là một tháng thì có ba cái để xét, thì một cái là bình hòa, hai cái là tương sinh tương hợp, thì chắc chắn rằng các em tuổi quý dậu sẽ thành công, có tiền tài và có cái tháng 3 rất là vui vẻ, đặc biệt là các em nam có sao thái âm, sẽ có được tài lộc như mà mình mong muốn. Rồi như vậy là anh đã tổng hợp xong cái tử vi của tháng 3, tháng Bính Thìn năm Mậu Tuất 2018 đối với tất cả những người tuổi dậu. Thì có những người thì rất là tốt đẹp, và cũng có những người không có may mắn lắm. Luận chung lại thì tất cả mọi người đều có địa chi Dậu Thìn lục hợp, sẽ đem đến nhiều điều tương sinh cho cái không những là cuộc sống gia đạo mà còn có nhiều điều khác nữa. Những cái thông tin đó hy vọng sẽ giúp được người tuổi dậu ha, biết cương như thế nào ở trong cái tháng Bính Thìn này, và hy vọng rằng đó là nó giúp mọi người kiếm được tiền tài để mà có chuẩn bị đón cái kỳ nghỉ hè sắp đến. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video về tử vi, có thể là của người thân bạn bè. Ai xem video này thấy hay thì xin nhớ bấm like, và đặc biệt chia sẻ cho nhiều người tuổi dậu khác cùng được biết. Rất vui và hân hạnh vì mọi người đã chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye.